ếch và chó đánh nhau. Who will win? Một màu xanh phủ khắp thị trường. Thế nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về màu xanh của thị trường mà chúng ta sẽ nói về màu xanh của PepeCoin. Trước đó, làn sóng này thì đã được khởi xướng bởi người giàu nhất thế giới, hay còn gọi là ông hoàng meme coin, Elon Musk. Rạng sáng ngày 4 tháng 4 thì người dùng Twitter toàn cầu đã bất ngờ phát hiện logo của mạng xã hội này thì đã được đổi thành hình chú chó Shiba Inu, rất giống với logo của Dogecoin hay là Doge. Doge thì đã nhảy vọt 37% từ 0.077 đô lên đến 0.1 đô, sau đó thì đã bị điều chỉnh về 0.092 đô vài tiếng sau đó. Tua nhanh một tuần trở lại đây thì chúng ta đang thấy sự trở lại của các meme coin. Uncoin season liệu đã tới? Nếu như mùa Uncoin trước thì các meme coin hệ chó như là Shiba Inu, này, Doge hay là Flock thì đã kéo thị trường. Thì ở trong mùa Uncoin lần này, đồng meme coin đang lead thị trường mang tên là Pipcoin hay là PepeCoin. Lần này thì có vẻ như cộng đồng crypto đang lựa chọn những meme coin có vẻ độc lạ và thú vị hơn. Dù chỉ mới ra mắt vào ngày 16 tháng 4, thế nhưng đồng PepeCoin đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục lên đến 21.000% với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 30 triệu đô. Ngoài được lấy ý tưởng từ meme coin huyền thoại ếch xanh của giới crypto thì PepeCoin còn gây chú ý khi có tổng cung là 420.000 tỷ token, một con số cực kỳ quen thuộc với hội nghiện đúng không nào? Theo dữ liệu từ Ethereum Scan thì tổng số lượng holder của MemeCoin này đã đạt con số là 10.000 holder, chứng tỏ là cộng đồng đang cực kỳ hype với dự án này. Sau khi chúng ta chứng kiến sự bùng nổ của dân chơi hệ ếch thì dân chơi hệ chó đã có một sự đáp lại như sau. Sau một loạt meme ếch chế giễu các chú chó đã hết thời thì cột giá của AI Doge đã dập tắt nụ cười ấy khi mà tăng trưởng lên đến mức là 325% chỉ trong vòng 24 giờ qua. AI Doge thì là sự kết hợp của hai thứ đang cực kỳ trending ở thời điểm hiện tại, đó chính là AI và meme Doge. Thậm chí là meme coin này thì còn đạt top trending cao hơn cả PepeCoin ở trên Twitter. Góp phần không nhỏ vào độ FOMO của AI Doge thì chính là việc đồng meme coin này thì đã được list ở trên các sàn lớn như là Huobi, Mex hay là BitGet. Thậm chí là sàn giao dịch Mex thì còn nhanh tay mở cặp giao dịch future để tăng volume cho đồng coin này. Trong khi đó thì PepeCoin chỉ đang được giao dịch ở trên Uniswap, cho nên là người dùng phổ thông sẽ khó tiếp cận với đồng coin này hơn. Với những anh em chăm lướt Twitter thì có thể thấy rằng rất nhiều câu chuyện đổi đời sau một đêm chỉ bằng việc mua AI Doge. AI Doge thì cũng không phụ sự kỳ vọng của các meme thủ khi mà chạt giá thì chỉ up only trong tất cả các ngày vừa qua. Không thể phủ nhận sức hút của những dự án meme coin như thế này khi mà chỉ sau một đêm anh em có thể x2, x5, thậm chí là x10 tài khoản. Thế nhưng anh em cũng nên lưu ý là chỉ chơi xổ số mà thôi chứ đừng nên all in, vì có hàng ngàn dự án ngoài kia sẽ sẵn sàng upbo hoặc là bán cam cho anh em đấy. Anh em nghĩ sao về trend meme coin này? Anh em về phe chó hay về phe ếch?